Làm quen với Google Go, một ứng dụng trên điện thoại giúp tìm kiếm bất cứ thứ gì trên Internet thật nhanh chóng và dễ sử dụng. Để bắt đầu, chạm vào biểu tượng tìm kiếm bằng giọng nói ở cuối màn hình chính và tìm kiếm bằng giọng nói của bạn. Thời tiết ở Hà Nội. Hoặc gõ trên bàn phím. Tìm nơi sửa xe máy gần nhất. Hoặc tìm kiếm thông tin hữu ích như tin tức mới nhất. Hoặc xem những tìm kiếm thịnh hành nhất là gì. Thật dễ, giờ hãy tự mình thử thôi.